đẩy cái nắp nồi này lên. Hey. À, hôm nay ở đây có nắng, có thung lũng, có cây, có chim, có chó, có nồi kêu cơm ở trên bếp và có một cô gái đang toàn tan ở trong nhà. Sáng hôm nay thì theo như kế hoạch plan thì mình sẽ về Sài Gòn để kịp ngày mai làm việc, nhưng mà sao cả, mình có thể làm việc bất cứ đâu, mai mình về vẫn được. Và hôm nay mình lại nấu cơm. Chó, ở đây có chó, có ruồi, có mọi thứ hết. Chỉ có một cái không có là không có tiếng xe máy, không có cái sự ồn ào của Sài Gòn. Nếu như muốn ồn ào của Sài Gòn, ra phố có ngay, nếu như cái chợ ở ngoài á. Thì những ngày qua ở đây mình cảm thấy nó cuộc sống nó khá là yên bình, tĩnh lặng. Sáng ra sọt vô cái đôi dép rách, chui vô toilet ngồi xíu, nhảy ra ngồi nấu ấm nước uống cà phê. Thật sự cái ngày mà mình biết cuộc sống là gì thì năm đó là mình khoảng 6 tuổi. 6 tuổi mình còn nhớ được. Wow, khỏi quá. Thì đại loại như cách để tạo ra giá trị cho cuộc sống là hãy sống tốt phần đời của mình. Tốt của phần đời của mình là như thế nào? Là mình cứ làm bất cứ thứ gì mình cảm thấy nó có ích cho bản thân. Cái điều đó cũng không có đồng nghĩa với cái việc là thu vén hết mọi lợi ích về bản thân mình. Cái điều đó thì xa xôi quá, mình đang nói trong cái giới hạn là đừng có đốt nhà giết người là được rồi. Hôm nay có cái nón rất là đẹp. Cái nón này thực ra thì năm đó mình chưa có được cặp đồ này. Nón này là trang phục K07 mà năm 2007, cuối 2007 mình đã ra quân rồi. Hồi đó mình mặc trang phục K03. Nói chung đội mấy cái nón này cũng khá thú vị, đầu ai cũng vừa. Nó vừa mọi cái đầu luôn. Ở những ngày ở đây thì mình cũng có nghĩ nhiều về cái việc lên đây sống. Làm một cái dưới kia nó còn một miếng đất nữa thì mình sẽ xin anh bạn của mình sẽ cất một căn nhà gỗ, ở đây gỗ còn nhiều lắm, sẽ làm một cái gì đó, một cái nhà gọi là nhà của bụi, anh em có thể lên đây và chia sẻ cuộc sống bình yên như thế này. Sau những ngày chạy deadline, em dạo này ổn không? Nhạc của Đen ở đây nghe không có hợp, ở đây nhất là đừng nghe nhạc gì cả, ở đây chỉ nghe tiếng chim, lâu lâu có tiếng chó, tiếng gà. Tiếng chim nó xuyên suốt giống như một cái sound background vậy, lâu lâu nó nhấn một cái tiếng gà hoặc tiếng chó sủa. Thì hôm nay các bạn trẻ đi chơi hết rồi, mình và một người bạn nữa, người anh em. Ok, người anh em. Đợi mình nấu xong nồi cơm, cái người anh em đó sẽ ra tiếp tục chơi nồi canh và nướng thịt. Không gian như thế này, cách ăn uống như thế này, ở Sài Gòn kiếm đâu ra, ở thành thị kiếm đâu ra. Nó không phải là ngon ở chỗ đồ ăn ngon, gia vị ngon, cái gì ngon, mà nó ngon ở chỗ là mình được hít mùi than, mùi củi, mùi khói, mùi không khí, mùi lá cây xào xạc, chứ không phải là mùi khói xe. Mình sẽ chỉnh lại cái bếp lửa này một chút xíu cho cái nóng nó đều ra, cho nó chín cơm, chứ không giống như bữa giờ nấu lại nó cháy không. Nói chung cuộc sống mà mình phải có những cái giây phút để được tự do, đây được gọi là tự do. Mặc kệ mọi thứ, kệ bà mọi thứ. Ai có nói mình ngu thì mình chịu thôi. Nhưng mà để ngu được thế này thì không phải ai cũng có thể đâu. Ngay cả cái anh chủ đất, chủ cái miếng đất này, anh cũng không có thể làm được cái điều giống như bọn mình. Ở đây thì nó có một cái tiêu chí. Ở đây không có ai là chủ nhà cả, tất cả mọi người đến đây đều là chủ nhà. Ở đây nó sắp thành một cái xóm gọi là xóm Minsk rồi. Ở bên kia có con linh sâu. Ê, đó nó ỉa khắp Tây Bắc rồi. Nó có ở trong clip, mình định ở cái nút chữ Y. Nút chữ Y bên nào ta, để mình nhìn vô màn hình tưởng tượng, nút chữ Y bên này hay bên này. Nếu như mình ngồi mình nói như thế này thì nút chữ Y nó sẽ ngược lại, thì nó sẽ nằm bên này. Ok, nút chữ Y đây. Mình cũng không có thói quen làm vlog, cũng không có thói quen chỉ xuống như này đăng ký, chỉ lên trên này coi thêm, mà chỉ qua bên này làm gì hết. Thì nút chữ Y, cứ chọc vô nút chữ Y sẽ thấy được cái con má ỉa khắp Tây Bắc. Thanh niên thì ỉa với tốc độ ánh sáng.
Mà hôm qua nó vô đây thì ông không biết ăn trúng cái gì, má vô thỉa bấm lận, thỉa đầy mẹ bồn cầu. Cái nhà của nó bên kia nó không có bồn cầu, có ống thông thẳng xuống dưới ruộng rồi. Còn nhiều cực lỡ ra đó hết á. Có nhiều người nói mình rằng là anh hãy sống tốt đi, sống có ích cho mọi người, tạo ra giá trị cho mọi người đi. Để làm gì? Thực sự giá trị đó nó không có đến từ người cho mà nó đến từ người nhận. Nó giống như một miếng khi đói và một gói khi no vậy. Không tin, bạn cứ cho một người cần, thật là cần thiết đi. Ví dụ như nó người ăn xin thì nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà khi ai đó cần, đang cần điều gì đó mà họ xin bạn thì bạn sẵn sàng đáp ứng được cái điều đó thì đó là điều giá trị thôi. Chứ đừng có ép người khác đi theo cái mình mong muốn. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Tức là cái này tao làm ra có giá trị cho mày nè, mày hãy sử dụng đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đĩa xài giỏi xịt đít giờ kêu lấy giấy chùi. Mà đặc biệt lên đây đĩa vẫn có giỏi xịt đít nha. Thì mình cứ sống bình bình, tốt cho mình, có ích cho mình. Sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh, không hút cần, uống rượu. Thì vô tình một ngày nào đó có ai đó nhìn vào, ồ, họ cảm thấy, hình như đây là cuộc sống mình mong muốn. Thì đó, lúc đó là bạn đã tạo ra giá trị cho họ rồi đó. Đừng cố gắng làm bất cứ một cái điều gì đó cho người khác. Nếu như họ không cần, họ sẽ không đón nhận đâu. Họ sẽ kêu là bạn bị khùng. Thôi, trong lúc đi làm mình cũng vậy. Công việc mà, việc ai nấy làm. Khi nào mày cảm thấy khó thì mày nói tao. Tao biết gì tao chỉ đó, còn không thì cứ làm thôi. Mình nghĩ là cái clip này nó kết thúc ở đây là được rồi. Like, subscribe and nhấn nút cái chuông. Để bất ngờ một ngày nào đó mình lại up một cái clip xàm xàm lên. Thì các bạn vẫn coi được. Đó là một cái giây phút. Thật sự mình làm cái clip này thì mình cũng chẳng nghĩ là sẽ mang giá trị, lại giá trị gì đó cho các bạn đâu. Vô tình thôi. Bạn rơi vào hoàn cảnh như mình thì sao? Hoặc là một ngày nào đó bạn cần tìm kiếm một cái điều gì đó mới lạ thì sao? Đây là một cái điều không giống ai. Nó có thể phù hợp người này, hoặc có thể phù hợp với người kia. Ai thích thì coi, mà không thích thì xem. Ok, bye bye. Nhớ subscribe đâu ta? Nhớ trên cái màn hình, subscribe ở đây. Hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng ai đốt mà đốt. Nói về cái nó nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp.